Chào mừng anh chị đã đến kênh bán nhà dưới Hà Nội. Để tiếp tục chuỗi video về các căn nhà mặt phố Hà Nội đang được chào bán mới nhất tháng 6 năm 2022 thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà nằm tại phố Trần Phú, quận Hà Đông. Căn nhà của chúng ta có diện tích là 56 m², hai mặt thoáng, được xây dựng 7 tầng, thiết kế có thang máy, phù hợp với mọi loại hình kinh doanh. Với mức giá đang được chào bán chỉ có 16,2 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là hai căn nhà riêng Hà Nội có các ô tô và thang máy kinh doanh tuyệt vời nằm tại phố Trần Phú, quận Hà Đông mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Hai căn nhà của chúng ta thì với một căn diện tích xây dựng là 45 m và một căn diện tích xây dựng là 56 m, đều hướng chính là đông bắc và hướng phụ là hướng đông nam anh chị nhé. Hai căn thì đều được xây dựng 7 tầng. Đấy. Thiết kế có thang máy hết. Anh chị có thể nhìn thấy đấy. Hai mặt ô tô luôn. Hai mặt ô tô tránh nhau. Đường trước nhà anh chị ạ. Đấy. Đây là một khu vực kinh doanh cực kỳ sầm uất luôn. Đấy. Cách đường chính của chúng ta thì đâu đó chỉ khoảng độ 200-300 m thôi, rất là gần. Đường ngõ thông thoáng. Mình sẽ zoom rộng lên một chút anh chị nhé. Đấy. Chúng ta có thể hình dung ra toàn bộ khuôn viên của hai căn nhà này. Căn thường thì 45 m và căn lô góc là 56 m anh chị nhé. Thiết kế 7 tầng. Thông sàn từ tầng 1 lên tầng 5, tầng 6 2 phòng, còn khu vực tầng 7 là sẽ khu vực phòng thờ, bếp ăn. Đây, mặt này là mặt hướng đông nam đây anh chị nhé. Đấy, sau đây em sẽ đưa chị đi tham quan chi tiết phía trong của hai căn nhà này. Hai căn thì đều thiết kế giống nhau, chỉ khác nhau một chút là về phần diện tích thôi. Đấy, căn này thì diện tích sẽ rộng hơn. Đấy. Tầng 1 thì 40 m nhưng từ tầng 2 thì sẽ là 56 m. Đấy, rất là rộng. Hiện tại thì đang vào những giai đoạn hoàn thiện cuối cùng nữa và sẽ xong. Đây, lên tầng 2 đây anh chị. Hai bên đua ra rất là rộng. Wow, phòng. Vì mặt tiền của chúng ta khi chưa đua ra, chưa đua là đã 4,7 m rồi. Đua ra thêm 1 m nữa. Mặt tiền là 5,7 m, gần 6 m. Quá tuyệt vời trong căn nhà. Đây là đường Trần Phú giáp với lại ngay sát đường Nguyễn Trãi rồi. Từ đây lên khu vực ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì đâu đó cũng chỉ khoảng độ hơn cây số thôi. Đấy, rất là gần. Phòng, rèm đầy đủ hết anh chị nhé. Đây là chúng ta đang ở khu vực tầng 3. Tiếp theo sẽ là khu vực tầng 4. Như căn nhà này thì kinh doanh thì tuyệt vời rồi. Không có điểm gì để chê về những căn nhà như thế này. Quá lung linh tuyệt vời luôn. Sàn trên này được gần 60 m này. Đằng trước đua ra 1,5 m. Bên cạnh thì đua ra 1 m. Đây, anh chị có thể nhìn này. Đây là gạch 80 nhé. Em sẽ rộng một chút. Gạch 80 này. Đấy, gần 1,5 m. Rất rộng luôn. Với mức giá đang được chào bán cho căn thường là 14,2 tỷ. Căn lô góc này là 16,2 tỷ. Mức giá này thì sẽ có thể thay đổi theo giá của thị trường cũng như giá của chủ nhà mong muốn anh chị nhé. Chúng ta kiểm tra thang máy nào. Chúng ta đang ở tầng 4, vậy sẽ lên tầng 5 luôn. thang máy 400 lên 50 kg cho 6 người. Hiện nay thì khu vực tầng 7 đang còn hoàn thiện nốt, hoàn thiện sau nữa. Đấy, tầng 7 thì sẽ là phòng bếp khách và phòng thờ trên đó, để tối ưu hóa diện tích 6 tầng phía dưới để chúng ta làm kinh doanh. Đây, khu vực tầng 5 thì cũng vẫn để một phòng. Đấy, lên tầng 6 mới chia hai phòng. Phòng thì rộng như thế này đây anh chị. Đấy. Lát nữa lên phía trên thì em sẽ quay cho anh chị. Trên thì hiện tại đang vướng một chút. Ở đây thì em sẽ quay trước anh chị này. Đấy. Đây có thể nhìn thấy Học viện Kỹ thuật Mật Mã này, rất nhiều các trường đại học ở đây, khu vực Nguyễn Trãi này, nhiều lắm. Từ đây lên khu vực nội thành, trung tâm thành phố, Hồ Gươm cũng rất là gần, thuận tiện. Đấy. Đây là khu vực tầng 6. Tầng 6 thì là vệ sinh ở ngoài anh chị nhé. Đấy. Sẽ có hai phòng, một phòng phía trong, một phòng phía ngoài. Rất tuyệt vời luôn. Hiện tại khu tầng 6 thì đang để chờ và đợi hoàn thiện nốt anh chị nhé. Đây, để sẵn nhà vệ sinh rồi. Đấy, khu tầng 7 đây. Đấy. Chỗ này sẽ làm hết bếp ăn rồi là phòng khách ở đây. Đây, xung quanh đây rất là rộng luôn, thoáng. Với một căn nhà kinh doanh tuyệt vời như thế này mà chỉ từ 14 đến 16 tỷ, quý anh chị thấy có hợp lý không ạ? Đấy, hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận anh chị nhé. Và đừng quên gọi cho em Phương ngay để sở hữu cho mình những căn nhà tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.